Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình phát hiện tạm giữ hai đối tượng kích động người dân. Quảng Bình thực hiện xác nhận nguồn gốc và chất lượng hải sản khai thác xa bờ. Du lịch Quảng Bình tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 2 tháng 5 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp để nắm tình hình đời sống và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng do tình trạng hải sản chết bất thường. Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cá biển chết hàng loạt ở vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc cá biển chết hàng loạt, Thủ tướng Chính phủ đã gọi nhiều văn bản chỉ đạo, trực tiếp đi thị sát tình hình và kịp thời động viên chia sẻ với những khó khăn của người dân. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, đây là lần đầu Việt Nam phải đối mặt với tình trạng cá biển chết hàng loạt lại xảy ra trên phạm vi rộng nên công tác xử lý còn gặp nhiều lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong khi đó, các phần tử phản động đã lợi dụng tình hình để kích động sử dụng người dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại một số địa phương. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tụ tập, gây rối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, địa phương không để sự cố môi trường tương tự xảy ra. Trước mắt các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, kiên quyết không để người dân bị đói. Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp 4.500 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, tìm hiểu nguyên nhân về tình trạng cá biển chết hàng loạt, đồng thời chủ động mời các nhà khoa học ở nước ngoài để điều tra độc lập. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo quy định pháp luật tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất gần biển, không để xảy ra tình trạng xả chất thải vi phạm tiêu chuẩn ra môi trường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có biện pháp quan trắc chủ động hiện đại hơn để giám sát môi trường, giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sớm kết luận xem cá và các loài thủy hải sản khác có độc tố hay không, có tác động đến sức khỏe con người hay không và có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ một số cơ chế hỗ trợ ngư dân, đồng thời công bố ngư trường an toàn để ngư dân có thể ra khơi khai thác thủy sản xa bờ. Giao Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng loạt các giải pháp, huy động doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hình thành khu tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân tại tất cả các địa phương trong vùng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng các phương án đối phó với các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo một số chính sách của tỉnh để hỗ trợ nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình trạng cá biển chết hàng loạt. Theo đó, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5 năm 2016, Sở Công Thương Quảng Bình đã phối hợp với các ngành, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện việc thu mua thủy sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân Quảng Bình. Qua khảo sát ban đầu của các ngành chức năng, thì đến thời điểm này, người dân Quảng Bình đã tiêu thụ cá biển trở lại. Riêng đối với các tàu tham gia đánh bắt thủy sản gần bờ, tỉnh Quảng Bình đã có chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng một tàu. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành địa phương ra soát lại các hộ ngư dân còn gặp khó khăn do không thể đánh bắt thủy hải sản gần bờ để kịp thời hỗ trợ cho ngư dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã xuất cấp 500 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân. Các ban ngành địa phương cũng đã kịp thời trích nguồn ngân sách để hỗ trợ cho nhân dân. Các sở ngành địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã báo cáo một cách chi tiết tình hình sản xuất, đời sống và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh.
các chính sách hỗ trợ người dân và những giải pháp khắc phục hậu quả do tình trạng cá biển chết. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định sản xuất đời sống và đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tình hình hiện nay vẫn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Sở Công thương Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan làm tổ công tác thu mua thủy sản, hải sản đánh bắt ở vùng biển xa cho nhân dân. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, cần chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo để sớm ổn định tình hình. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ cho nhân dân và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các cơ quan thông tin báo chí. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, trong đó ưu tiên chú trọng đến các nhân tố điển hình. Ban dân vận tỉnh ủy tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân. Sở Y tế hàng ngày lấy mẫu hải sản để xét nghiệm và công bố kết quả. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng quân sự, biên phòng, công an điều chỉnh phương án tác chiến, chủ động đối phó tình hình, tăng cường lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tục bố trí lực lượng để giúp nhân dân, đồng thời điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tụ tập, gây rối, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Riêng đối với dự án của tập đoàn FLC, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tỉnh đã thống nhất với người dân về thời gian hoàn thành việc đền bù. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, cần làm việc với tập đoàn FLC để tiếp tục triển khai dự án, đồng thời nghiên cứu công khai quy hoạch dự án để người dân biết thêm những thông tin liên quan đến dự án mà tập đoàn FLC đang đầu tư tại Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện hai đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng Internet nhằm kích động người dân. Phản ánh do nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân cung cấp. Đối tượng Trương Minh Tam, sinh năm 1970, tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hộ khẩu thường trú, thôn Nồi Rối, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hiện lao động tự do, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tháng 10 năm 2013, bị Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khai thác, Trương Minh Tam khai nhận, Tam đã tham gia phong trào Con đường Việt Nam, tiến hành thu thập thông tin các vụ việc nhạy cảm về chính trị, phỏng vấn số đối tượng có quan điểm, tư tưởng, hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam để phát tán trên Facebook Con đường Việt Nam nhằm tuyên truyền, đả kích chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng. Thực hiện chỉ đạo của số cầm đầu phong trào Con đường Việt Nam, chiều ngày 26 tháng 4 năm 2016, Trương Minh Tam vào khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh. Tại đây, đối tượng đã quay phim, chụp hình, phỏng vấn ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ý đồ của chúng nhằm biên tập phóng sự, phát tán lên các trang mạng xấu để kích động, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình đấu tranh, khai thác, tổ công tác thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động của đối tượng. Quá trình tham gia tổ chức, Trương Minh Tam thường xuyên được Con đường Việt Nam hỗ trợ, trả lương khoảng 400 đô la Mỹ một tháng để phục vụ cả hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức. Tổ công tác đã thu giữ tài liệu phạm pháp, số đối tượng phản động bên ngoài chuyển cho Trương Minh Tam và các thành viên phong trào Con đường Việt Nam với tổng số tiền khoảng 3.000 đô la Mỹ. Đối tượng Chu Mạnh Sơn, sinh năm 1989, tại Yên Thành, Nghệ An, hiện lao động tự do tại xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Năm 2011, Chu Mạnh Sơn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù giam, 1 năm quản chế. Kết quả đấu tranh, khai thác, Chu Mạnh Sơn khai nhận, Sơn được nhiều cá nhân tổ chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó tổ chức phản động Việt Tân tại Mỹ lôi kéo, đề nghị tham gia. Hiện Chu Mạnh Sơn là thành viên nhóm Việt Tân Tương Trợ, nhóm kính do Việt Tân lập ra trên mạng xã hội Facebook. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Chu Mạnh Sơn cùng một số đối tượng đón xe khách vào Quảng Bình thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân.
Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Chu Mạnh Sơn có mặt tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sử dụng điện thoại di động ghi lại 3 tấm hình bà con nhân dân tụ tập trên quốc lộ 1A gửi qua Facebook thì bị công an Quảng Bình, Hà Tĩnh phát hiện, tạm giữ đối tượng cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc thu thập thông tin. Cũng trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày hôm qua mùng 1 tháng 5, công an tỉnh Quảng Bình đã triệt xóa thành công chuyên án đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức đá gà. Với hàng chục đối tượng tham gia, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau một thời gian lập án đấu tranh, chiều ngày 1 tháng 5, lực lượng phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bất ngờ đột kích sới bạc tại khu vực đường tránh Đồng Hới thuộc địa phận phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bắt giữ quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị đều là tăng vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Kiên Giang, Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, thì sới gà này được tổ chức rất chặt chẽ với nhiều camera quan sát và có lực lượng bảo vệ rất chuyên nghiệp. Vì vậy, việc tiếp cận để đánh án là hết sức khó khăn. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang phân loại, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ bắt đánh bạc bằng hình thức đá gà lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp sau 24 tàu cá khai thác vùng biển xa bờ của bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh đã vào bờ nhập hàng thủy hải sản trong 2 ngày vừa qua. Vào lúc 1 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 5 năm 2016, tàu cá mang số hiệu QB91755 do anh Nguyễn Văn Tỏ ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm chủ tàu đã cập cảng cá Nhật Lệ và kịp thời được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện việc xác nhận nguồn gốc và chất lượng hải sản khai thác xa bờ và xác nhận khối lượng mua bán hải sản xa bờ theo đúng quy định. Sau 6 ngày ra khơi đánh bắt hải sản xa bờ, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2016, tàu cá QB91755 của anh Nguyễn Văn Tỏ ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã khai thác được 8,5 tấn cá các loại, trong đó gồm 4 tấn cá sim, 3 tấn cá nục gai và 1,5 tấn cá ngư. Tàu cá em lên tàu QB91755 đánh bắt ra biên tâm là 8 ngoái. Thì nó cũng dơ, cuối cùng dơ dần được 5 răng đó thì được thu họ thu mua cho cả. Chừng nào dơ chừng mua thì em cũng biết xuống cái đấy. Thì mai một em bị ra khơi tiếp chứ. Ngay sau khi cập cảng cả Nhật Lệ, lực lượng chức năng gồm đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình, đại diện Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình, Ban Quản lý Cảng cả Nhật Lệ, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quảng Bình, chủ tàu cá và đại diện cơ sở thu mua là công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hiệu ở phường Phù Hải đã kịp thời phối hợp thực hiện lập biên bản xác nhận nguồn gốc và chất lượng hải sản khai thác xa bờ và biên bản xác nhận khối lượng mua bán hải sản xa bờ theo đúng quy định. Tổ của chúng tôi là thực hiện là thường trực 24/24. Thì hôm nay thì có tàu anh Nguyễn Văn Tổ thì vào đây là lúc 1 giờ sáng là tổ chúng tôi đã có mặt đầy đủ và là đã xác nhận là hải sản khai thác ở hải sản xa bờ. Đây là những cái sản phẩm mà là được khai thác ở xa bờ đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với cơ sở thu mua, nhiều hộ kinh doanh hải sản ở các chợ đã có mang tay cảng cá để lấy hàng. Ngoài số lượng xuất trực tiếp cho các tiểu thương về bán lẻ ở các chợ, số cá còn lại công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hiệu chuyển vào kho đông lạnh bảo quản theo đúng quy trình. Ghi nhận của phóng viên có mang tay cảng cá Nhật Lệ lúc 4 giờ sáng. Trên 5 tàu cá các loại đã được các tiểu thương chở đi tiêu thụ tại các chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý, chợ Cồn thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới, chợ Lý Hoa, huyện Bố Trạch và các chợ ở Lệ Thủy. Các cái ban ngành trong tỉnh là đã cấp giấy phép cho chị được để mà thu mua thì đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho toàn dân. Hiện tại là giờ chỉ là đi cung cấp các tỉnh bạn, còn lại bao nhiêu nữa thì tôi phải đưa vào kho cung ứng của địa công ty tôi là nằm trên địa bàn cảng cá để bảo quản khi hàng tươi sống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu mà có các tàu cập bờ thì gọi tôi thì tôi sẵn sàng là mua cho các cái hộ tư nhân người ta đánh bắt cá bờ về để kịp thời người ta ra khơi và bám biển. Sau hiện tượng cá chết hàng loạt dọc bờ biển các tỉnh miền Trung trong tháng 4 vừa qua, người tiêu dùng còn khá e ngại với việc sử dụng các loại hải sản do cảng tàu cá của ngư dân trên địa bàn đánh bắt làm thực phẩm.
Việc xác nhận nguồn gốc và chất lượng hải sản khai thác xa bờ của các cơ quan chức năng là căn cứ cơ sở cho người tiêu dùng yên tâm khi trở lại sử dụng các loại hải sản để chế biến các món ăn quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của mỗi gia đình, cũng như giới thiệu các món ngon từ hải sản tươi sống của vùng biển Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước. Để tạm thời giải quyết đầu ra, tạo niềm tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm hải sản khai thác xa bờ, ngày 2 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các điểm bán cá an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là quang cảnh tại điểm bán cá an toàn tại khu vực chợ Đồng Hới. Đã có rất đông người tiêu dùng đến mua sản phẩm cá xa bờ sau một thời gian lo lắng về mức độ an toàn của cá biển. Hôm nay là cá của đi biển ở ngoài khơi xa về, cá rất sạch, cá tốt, cho nên là tôi đến đây ủng hộ mua cá ủng hộ cho chủ đầu thu mua cá ở ngoài khơi về. Được biết, trong ngày 2 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức cho hai doanh nghiệp thu mua hải sản gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hiếu và doanh nghiệp tư nhân Dũng Đức Tài mở các điểm bán cá an toàn tại khu vực chợ Đồng Hới và chợ Công Đoàn. Giá bán của các loài cá xa bờ ở thời điểm hiện tại như sau: cá ngừ bò có giá 45.000 đồng 1 kg, cá bạc má 45.000 đồng 1 kg, cá nục gai và cá trác có giá 20.000 đồng 1 kg, cá sim và cá bến lái có giá 15.000 đồng 1 kg. Ngoài sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng với số cá sạch vừa được đánh bắt xa bờ, các doanh nghiệp thu mua cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì bán được cá sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng trước tình trạng cá chết hàng loạt, gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng dân cư. Chúng tôi rất vui mừng vì được sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh cũng như vào cuộc của các sở ban ngành của tỉnh đã tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt xa bờ vào để mà có địa chỉ tin cậy tại cảng cá Nhật Lệ để dễ dàng thu mua và để làm niềm tin, khôi phục lại niềm tin cho là có những người tiêu dùng. Ngoài các điểm bán cá an toàn, hiện nay hoạt động mua bán các loài cá đánh bắt xa bờ của tỉnh Quảng Bình đã ổn định trở lại. Người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng số cá sạch và đảm bảo chất lượng, còn các tiểu thương đã vượt qua được khó khăn trước mắt. Liên quan đến việc xác định những khu vực đánh bắt cá an toàn, kiểm tra kiểm soát nguồn gốc của các loài thủy hải sản và những chính sách ưu tiên hỗ trợ cho bà con ngư dân, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, xin ông cho biết khoảng cách đến bắt cá an toàn trong thời điểm hiện tại được xác định như thế nào? Hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã quy định là cấm đánh bắt tạm thời cái vùng đánh bắt bên bờ từ mép biển ra đến 20 đến 30 hải lý. Như vậy đồng nghĩa với cái việc là cái vùng đánh bắt xa bờ là từ 30 hải lý trở ra. Đấy. Thì theo quy định như vậy là hiện tại bây giờ qua quan trắc của các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó, như Viện Hải Dương, Viện Hải Sản, thì như vậy là cái vùng biển xa bờ này không ảnh hưởng đến các cái ô nhiễm môi trường vùng ven bờ. Thực đồng nghĩa với vấn đề này có nghĩa là sản phẩm khai thác ở cái vùng xa bờ này là nó an toàn. Vậy thì thưa ông, tại cái vùng biển gần bờ hiện tại được đánh bắt hay chưa? Hiện nay các cơ quan khoa học của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ thì như vậy là hiện đến nay là vùng ven bờ bị ô nhiễm mà cả gây cả chết hàng loạt chưa có kết luận một cách chính thức là do độc tố gì. Cho nên là nhà nước đang nghiêm cấm cái việc là tổ chức khai thác vùng ven bờ và không nên tiêu thụ các sản phẩm thủy sản vùng ven bờ từ cá chết cho đến cá sống. Thưa ông, trong ngày hôm nay 2 tháng 5 thì tỉnh Quảng Bình đã mở một số điểm tiêu thụ cá cho bà con ngư dân. Vậy thì xin ông cho biết là số cá được tiêu thụ đã qua kiểm định như thế nào? Theo cái nguyện vọng của bà con ngư dân cũng như là tư thương với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh thì ngày hôm nay thành phố Đồng Hới là đơn vị đầu tiên là tổ chức 4 điểm bán cá khai thác vùng xa bờ cho nhân dân tiêu thụ, và từ Đồng Hới sẽ ngày mai sẽ nhân rộng ra các cái thị trường khác như thị xã Ba Đồn và các huyện. Vấn đề kiểm định cá chất lượng cá thì như vậy là do hai cơ quan chính của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đấy là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản, ngoài ra còn phối hợp thêm cả cái đơn vị
khác như chính quyền địa phương, rồi là bộ đội biên phòng, sở y tế để chúng tôi xác định cái nguồn gốc chất lượng thủy sản. Về xác định nguồn gốc thì đã có cái định vị từ trầm bơ. Tàu khai thác vùng biển nào thì nó thể hiện trên định vị, và căn cứ định vị đó chúng tôi xác định được cái nguồn gốc. Còn về mặt chất lượng, chúng tôi lấy mẫu để phân tích, thì những cái lô hàng tương tự trước đây qua cái phân tích thì như vậy nó đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không có một cái tiêu chí gì nó vượt quá ngưỡng cho phép, nằm trong ngưỡng an toàn. Thưa ông, trong thời gian tới thì tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục có những cái biện pháp như thế nào để hỗ trợ cho bà con ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt? Tỉnh Quảng Bình đã chủ động là có cái chính sách hỗ trợ. Trước khi là hỗ trợ cho bà con đánh bắt ven bờ, là bà con nghỉ ngừng đánh bắt, thì như vậy đồng nghĩa với là tỉnh hỗ trợ cho một khẩu mà có nghề đánh bắt ven bờ là 10 kg gạo. Sắp tới là chính phủ sẽ có quyết định hỗ trợ là sẽ hỗ trợ cho 15 kg gạo trên một khẩu trong vòng thời gian 1 tháng rưỡi. Đấy là theo cái hội nghị hôm qua mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Thế còn đối với đánh bắt ven xa bờ thì như vậy là nhà nước khuyến cáo là tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm xa bờ là đang khó khăn, cho nên là tỉnh đã chủ động là hỗ trợ cho cái tiêu thụ sản phẩm của xa bờ với mức là 20% giá thu mua từng loại sản phẩm thủy sản xa bờ. Phương thức hỗ trợ là các chủ nầu thu mua có sự xác nhận của các cơ quan chức năng về nguồn gốc thủy sản khai thác, về chất lượng thủy sản khai thác và khối lượng chủng loại thủy sản khai thác. Căn cứ đó là Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã quy định giá chuẩn đấy, để người ngư dân căn cứ vào đó, cũng như là người tư thương căn cứ vào đó để thu mua. Và giá này là giá tính từ trước cái thời điểm mùng 6 tháng 4, tức là trước cái thời điểm mà hiện tượng cá chết đồng loạt. Lấy cái giá đó để là gì? Giúp cho bà con ngư dân là sản xuất không bị thua lỗ, và người thu mua là đã được nhà nước có hỗ trợ thêm 20% để hỗ trợ cho vấn đề là lưu giữ rồi vận chuyển và tiêu thụ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 năm 2016, Sở Công Thương Quảng Bình đã có công văn số 456 về việc lập đường dây nóng và lập điểm thu mua bán hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Nội dung chính như sau. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình lập đường dây nóng của Văn phòng Bộ Công Thương tại Quảng Bình và lập điểm thu mua hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân để chỉ đạo khắc phục thiệt hại do hiện tượng cá chết bất thường. Thông tin cụ thể như sau. Về đường dây nóng, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, điện thoại 0979 815 668 0915 957619. Ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương, điện thoại 0912 457 909. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, điện thoại 0913 295 179. Điện thoại Sở Công Thương Quảng Bình 0523 822 019, fax 0523 858 933. Về điểm thu mua hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân Quảng Bình, tại cảng cá Sông Danh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phước Sang, Cóp Mác Quảng Bình và các doanh nghiệp trên địa bàn đã thu mua hải sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân từ 7:30 ngày 1 tháng 5 năm 2016 tại khu vực cảng cá Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới và khu vực cửa Ron tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Các doanh nghiệp, cơ sở thu mua chế biến thủy sản cũng đã tiến hành thu mua hải sản đánh bắt xa bờ cho bà con ngư dân. Về tổ chức các điểm bán hàng hải sản đánh bắt xa bờ, từ 15:30 ngày 2 tháng 5 năm 2016,
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các điểm bán hàng hải sản đánh bắt xa bờ tại chợ Đồng Hới, chợ Công Đoàn và sẽ mở thêm ở một số chợ lớn trên địa bàn. Hết nội dung công văn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 5, đồng chí Lê Bá Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc và tặng quà cho ngư dân tỉnh Quảng Bình. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau khi nghe báo cáo về tình hình cá chết chưa rõ nguyên nhân và một số tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí Lê Bá Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận những cố gắng của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình trong việc giữ ổn định an ninh chính trị, tình hình đời sống cũng như sản xuất của bà con nhân dân, nhất là các xã ven biển. Đồng thời, đồng chí mong muốn các cấp, các ngành ở tỉnh Quảng Bình huy động tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các ngư dân bị thiệt hại do cá chết, nhất là các xã vùng bãi ngang, nơi công suất tàu thấp chỉ đánh bắt được gần bờ. Dịp này, đồng chí Lê Bá Trinh đã trao tặng cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại do cá chết. Tiếp đó, đồng chí đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho 6 hộ gia đình ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới và xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ làm nghề biển có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do tình trạng cá chết bất thường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã tặng 110 suất quà, tổng trị giá 70 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo ở các xã biển bị thiệt hại nặng do tình trạng cá biển chết bất thường trong những ngày vừa qua. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ và nhân dân, đồng thời chia sẻ động viên chị em hội viên phụ nữ chủ động vượt qua khó khăn, làm thêm các nghề phụ để giải quyết nhu cầu trước mắt về kinh tế, không nghe theo kẻ xấu kích động tham gia tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Du lịch Quảng Bình tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách. Bố Trạch, các hoạt động du lịch biển đã trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã mở thêm nhiều sản phẩm du lịch mới để du khách có thêm những khám phá, trải nghiệm khi đến với Quảng Bình. Bên cạnh đó, để hạn chế những tác động của việc cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ đối với ngành du lịch, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã thực hiện việc chứng nhận nguồn gốc và chất lượng thủy sản an toàn, kịp thời thông báo kết luận quan trắc nước biển ven bờ, đảm bảo an toàn để người dân và du khách yên tâm tắm biển. Với những cách làm này, du lịch Quảng Bình đã tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Điểm tham quan nghỉ dưỡng tại Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, anh Nguyễn Mạnh Cường đã có thêm những trải nghiệm mới về mảnh đất Quảng Bình. Sau khi tham quan các điểm du lịch và viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh đã lựa chọn thành phố Đồng Hới để lưu trú nghỉ dưỡng. Trong buổi chiều ngày 1 tháng 5, sau khi có kết luận quan trắc nước biển ven bờ đảm bảo an toàn cho con người và các sản phẩm thủy sản đánh bắt vùng biển xa được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra xác nhận nguồn gốc và đảm bảo an toàn, anh đã đến tắm biển tại bãi biển Nhật Lệ và thưởng thức các món ăn đặc sản chế biến từ sản phẩm thủy sản. Có rất là nhiều các cái địa điểm danh lam thắng cảnh, kể cả những cái điểm tâm linh thu hút khách du lịch. Mặc dù là đi đến rất nhiều lần rồi nhưng mà có điều kiện thì bao giờ mình muốn mong trở lại đây. Ủy ban nhân tỉnh đã có những cái hành động mà để chứng minh rằng là biển và cá biển rất là an toàn. Chính vì thế thì tâm lý đem lại cho người dân và cho khách du lịch cũng cảm thấy là cũng an toàn. Để tạo sức hút và sự yên tâm đối với du khách đến với Quảng Bình, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các nhà hàng ven biển Nhật Lệ, Quang Phú ở thành phố Đồng Hới đã chế biến nhiều món ăn từ các sản phẩm thủy sản ở vùng biển xa được các cơ quan chức năng chứng nhận an toàn và bổ sung thêm vào thực đơn các món đặc sản khác như gà, lợn, dê, bò, cá đồng để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được các nhà hàng thực hiện đúng quy định. Qua quá trình các cái ngân chức năng họ kiểm tra, họ đánh giá, họ kiểm tra kiểm định lại những cái thực phẩm đấy là đạt tiêu chuẩn đó, nên là chứ là khách hàng là họ vẫn ăn thoải mái chứ không có vấn đề gì hết.
Cái chế biến thì nhà hàng là sẽ rất đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái giá cá thì nhà hàng bán rất đúng với những cái giá niêm yết ở bảng, ở cái menu. Nhằm hạn chế những tác động của việc cả biển chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thời gian gần đây, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch Quảng Bình đang nỗ lực mở các sản phẩm du lịch mới để giữ khách. Trong đó, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng tổ chức lễ hội cá trầm và đua thuyền trên sông Son năm 2016. Thành phố Đồng Hới tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch với nhiều hoạt động như lễ hội ẩm thực quê hương Nhật Lệ, lễ hội cập cư. Nhờ vậy, trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã có trên 25.000 lượt khách đến Quảng Bình. Trong đó, có 3.000 lượt khách quốc tế đến tham quan các điểm tuyến du lịch như Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường, sông Chày Hang Tối và viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến với Quảng Bình tăng trên 100% so với dịp nghỉ lễ này năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các nhà hàng khách sạn, cơ sở lưu trú đã nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chương trình giảm giá kích cầu, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đưa công suất sử dụng phòng đạt 70%. Cái như từ ngày 1 tháng 5, cái lượng khách là đến đây cũng đỡ hơn, khá hơn. Họ đến họ tắm cũng nhiều, họ ăn đặc sản rồi trở lại rồi ổn định nữa. Nhà của tôi là 18 phòng, mà hôm nay là ở được 12 phòng. Nói chung là được, đỡ rồi. Ngày tới chắc là đóng hơn, tại vì là họ tắm được, ăn là hải sản được, chắc là đóng hơn. Quảng Bình được biết đến với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng bãi biển còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, những điểm du lịch tâm linh, lịch sử cách mạng và nhiều sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm hấp dẫn. Với những nỗ lực của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với sự vào cuộc tích cực, kịp thời của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, du lịch Quảng Bình hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, lý thú cho du khách. Tại địa bàn huyện Bố Trạch, sau một thời gian bị ảnh hưởng do tình trạng cá chết hàng loạt ven biển Quảng Bình, đến nay cả hoạt động dịch vụ du lịch, ăn uống, tắm biển ở đây cũng dần trở lại bình thường. Ghi nhận trong chiều 1 tháng 5 tại bãi biển Đá Nhảy, huyện Bố Trạch, lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tắm biển và ăn uống đã bắt đầu đông đúc hơn. Theo các du khách, nước biển hiện tại đã trong sạch. Đến với Đá Nhảy, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh mà còn được thưởng thức hương vị hải sản được đánh bắt từ ngư trường xa. Em từ Hà Nội vào đây đi du lịch và đi 2 ngày rồi thì cũng đi hết cả các địa danh ở đây. Nói chung là biển ở đây thì đẹp, cũng nước trong đẹp, tắm không có vấn đề gì cả. Với cả là em vừa tắm xong cũng không có vấn đề gì cả. Thấy bảo là chính quyền cũng cho là tắm 2 ngày nay rồi thì cũng không thấy ngứa ngáy gì cả. Nói chung là người dân Quảng Bình thì tiếp đãi khách là cũng nhiệt tình, đồ ăn cũng ngon. Em cũng đã ăn thử đồ biển ở đây rồi, cũng không sao cả. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ban, ngành địa phương, giờ đây du khách đã thực sự yên tâm khi đến với các địa điểm du lịch biển của tỉnh Quảng Bình trong những ngày này. Hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ven biển cũng đã sôi nổi trở lại. Hiện giờ là bãi tắm Đá Nhảy đã có rất nhiều du khách đã đến tắm. Còn chúng tôi thì cũng sẽ thu mua, tức là ngày nay là trên cảng Danh cũng đã tỉnh đã tổ chức thu mua với cái lượng cá mà đánh bắt xa bờ, và chúng tôi cũng sẽ cam kết là mua những thực phẩm sạch mà được có chứng giấy chứng nhận của tài nguyên rồi là của kiểm dịch để phục vụ tiếp cho du khách trong những ngày hè sắp tới và cả mùa hè của năm 2016. Nhà hàng chúng tôi thì cũng mong là cũng cam kết với các khách hàng rằng là cố gắng hết sức để mua những cái loại cá đảm bảo chất lượng để rồi phục vụ khách hàng, để khách hàng được có nhu cầu ra đây để vui vẻ chứ không có vấn đề gì. Vì hiện nay bây giờ là vùng biển này là đã trong sáng và mát mẻ, bà con cũng nhu cầu ra đây thì nên cố gắng ra để tắm biển và thưởng thức những cái hương vị của vùng biển. Đây là tín hiệu vui không chỉ đối với du lịch của huyện Bố Trạch nói riêng mà của ngành du lịch Quảng Bình nói chung, nhất là trong thời điểm bước vào mùa du lịch. Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần tập đoàn FLC, gọi tắt là tập đoàn FLC, là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, có trụ sở tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tập đoàn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tập đoàn hiện do ông Trịnh Văn Quyết, quốc tịch Việt Nam, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và bà Hương Thị Kiều Dung, quốc tịch Việt Nam, giữ chức tổng giám đốc. Là tập đoàn kinh tế lớn, công ty cổ phần tập đoàn FLC có nhiều năm kinh nghiệm, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính, phát triển các dự án bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng, nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư tài chính và thương mại dịch vụ. Dự án quần thể resort biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình do tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình với quy mô trên 1.900 ha nằm trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án khoảng 8.400 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong vòng 5 năm, từ nay đến năm 2020. Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, chống sỏi lở, chảy trượt, chống cát bay, cát chảy và bảo vệ môi trường sống xung quanh. Ngoài việc sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm, dự án sẽ trực tiếp và gián tiếp tạo thêm việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Trong tương lai, quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình sẽ trở thành địa chỉ đỏ, là địa điểm kết nối nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Quảng Bình như Phong Nha Kẻ Bàng, Vũng Chùa Đào Yên, Suối Nước Nồng Bang, Bãi Biển Nhật Lệ. Đây cũng là nơi có điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lớn trong nước và quốc tế. Từ đó xác lập vị thế mới của du lịch Quảng Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn về dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giá trị cao cấp FLC Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một trong những cái quan điểm mà đã được quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là chúng ta phát triển du lịch theo cái hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và cái khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Cái mục tiêu phát triển ngành du lịch Quảng Bình đến năm 2020 ấy, là chúng tôi phải đạt được khoảng từ 8 đến 10 triệu khách. Và đến năm 2030, Quảng Bình thực sự là một điểm đến không những trong nước mà nó trở thành một cái trung tâm du lịch của Đông Nam Á. Quảng Bình, mảnh đất anh hùng vẫn thường được du khách quen gọi với cụm từ thân thương, vùng đất gió Lào, cát trắng. Nơi đây là cái nôi thu hút và đào luyện nhiều nhân vật lịch sử, hiền tài của đất nước như Lý Thường Kiệt, Đào Duy Từ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, Quảng Bình còn được mệnh danh là vương quốc của hang động. Nhắc đến Quảng Bình là nhắc đến Phong Nha Kẻ Bàng, đến Sơn Đòn, những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Phong Nha Kẻ Bàng đã hai lần được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới với các tiêu chí địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, trở thành vườn quốc gia thứ 3 châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên. Mang vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ, Sơn Đòn trở thành địa điểm thám hiểm hấp dẫn hàng đầu thế giới. Động đã được giới thiệu đến du khách toàn thế giới qua chương trình Good Morning America của kênh truyền hình ABC của Mỹ, gây tiếng vang lớn cho du lịch Quảng Bình. Giờ đây, Sơn Đòn được ví là đại sứ du lịch đưa thương hiệu Quảng Bình, Việt Nam ra tầm thế giới. Ngoài các kỳ quan thiên nhiên đã được cả thế giới biết đến, Quảng Bình còn được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, kỳ thú khác như bãi tắm đá nhảy, biển Nhật Lệ, vịnh Hòn La, núi Thần Đinh, di tích Bầu Chó, suối nước khoáng nóng Bang, cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử văn hóa, di tích đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cùng với lại các cái hệ thống di sản văn hóa thiên nhiên thì tài nguyên du lịch và nhân văn của Quảng Bình cũng hết sức là phong phú. Với vị thế là phiên dậu phía nam của quốc gia Đại Việt xưa, rồi vùng ranh giới tranh chấp giữa đằng trong và đằng ngoài, và cái chiến trường của hai cuộc kháng chiến, thì Quảng Bình ẩn chứa trong mình rất nhiều cái tài nguyên về lịch sử văn hóa và di tích cách mạng kháng chiến. Đa dạng về địa hình, phong phú về tài nguyên thiên nhiên, nhưng cơ sở hạ tầng du lịch của Quảng Bình còn nhiều hạn chế, khó thu hút du khách hạng sang cũng như giữ chân du khách lưu trú dài ngày. Ý thức được điều này, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến cơ chế thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có năng lực, có thể đầu tư những dự án lớn, đồng bộ và cao cấp. Hiện nay thì Quảng Bình cũng rất là vinh dự được một số cái tập đoàn lớn của cả nước đã đến đầu tư Quảng Bình, như tập đoàn Vingroup,
rồi tập đoàn Sun Group và đặc biệt là tập đoàn FPT. Chúng tôi đánh giá rằng là đây là những tập đoàn tư nhân mà nói đi đôi với làm và thực sự là những tập đoàn lớn làm thật. Chúng tôi đến với FPT cùng tình cơ và FPT để cùng mình tình cơ, nhưng chúng tôi được một cái đó là sự gắn bó với quyết tâm của tỉnh và cũng như là chiến lược của FPT thì chắc chắn dự án FPT sẽ thành công. Từ những tiềm năng du lịch to lớn của Quảng Bình cùng với chính sách thu hút đầu tư tích cực của tỉnh, tập đoàn FLC đã quyết định lựa chọn mảnh đất này làm điểm dừng chân tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi quần thể du lịch nghỉ dưỡng của mình. Chính tại nơi đây, quần thể dự án resort biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình với quy mô diện tích gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng sẽ được tập đoàn FLC đầu tư xây dựng. Đây hiện là dự án lớn nhất của FLC, đồng thời là dự án lớn nhất của Quảng Bình về hạ tầng du lịch. Bằng năng lực và uy tín đã được minh chứng qua hàng loạt dự án đã và đang triển khai. Dự án sẽ được tập đoàn FLC triển khai với tiến độ thần tốc, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 1 năm 2017. Với năng lực và kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập đoàn FLC hoàn toàn tin tưởng sẽ góp phần vào việc thay đổi diện mạo cũng như xác lập một vị thế mới của du lịch tỉnh Quảng Bình trên bản đồ thế giới. Với những lợi ích về kinh tế xã hội mà FLC Quảng Bình mang lại, dự án được tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh nhà dành nhiều tình cảm, kỳ vọng, sự ủng hộ và các chính sách ưu đãi tối đa. Thông điệp tôi muốn gửi đến các cấp, các ngành và người dân ở tỉnh Quảng Bình đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất, tốt nhất cho nhà đầu tư. Các cấp, các ngành phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh gọn nhất, thuận tiện nhất, tích cực hỗ trợ cho nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Bình. Đồng thời có cơ chế chính sách thật minh bạch, thật thông thoáng với những ưu đãi cho nhà đầu tư, luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư để triển khai dự án một cách quyết liệt nhất, tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Có thể thấy không lâu nữa, FLC Quảng Bình sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của Quảng Bình, đưa thương hiệu FLC và thương hiệu du lịch Quảng Bình vươn tầm ra thế giới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ.